Phan tan chảy trước hành động của Bạch Công Khanh với Nam Em. Thời gian gần đây, Nam Em dễ hướng sang ca hát và liên tục hợp tác cùng Bạch Công Khanh. Cặp đôi này rất được khán giả yêu thích thông qua những ca khúc sâu lắng. Bên cạnh đó còn có những màn tương tác khiến fan tan chảy. Trong chương trình ca nhạc mới đây, Bạch Công Khanh và Nam Em tiếp tục có những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Nam diễn viên thể hiện sự ga lăng ngọt ngào khi nắm tay sưởi ấm cho Nam Em lúc trời lạnh. Trong đoạn clip được chia sẻ trên TikTok, Bạch Công Khanh và Nam Em sau khi hát xong đã ngồi chờ ở một góc sân khấu. Khi này, thời tiết khá lạnh nên nam diễn viên đã nắm chặt tay Nam Em để sưởi ấm. Hành động tinh tế của Bạch Công Khanh nhận được rất nhiều lời khen. Không dừng lại ở đó, Nam Em còn kể câu chuyện tặng hoa hài hước của Bạch Công Khanh dành cho mình. Đợt em bị Covid, em mới nhắn tin anh ấy là tại sao em bị bệnh mà không tặng cái gì cho em hết. Anh Khanh mới nói là để anh kêu trợ lý anh mang qua. Em mở cửa ra chấn động luôn mọi người. Trái cây để vào giỏ mà mọi người hay mua để cúng. Bông cũng cúng luôn mà lúc đó em đang bị Covid. Lúc đó em muốn đăng lên nên đã chỉnh rất nhiều lớp màu cho đừng có ra hình bông cúng. Không dừng lại ở những lần nắm tay thân mật, Nam Em và Bạch Công Khanh cũng thoải mái vui đùa với nhau trên sân khấu và ôm ấp vô tư. Có thể thấy cặp đôi này rất thân thiết với nhau và không ngại những hành động thân mật. Không dừng lại ở những màn hợp tác trên sân khấu, Nam Em còn quay MV cùng Bạch Công Khanh, cả hai cùng xuất hiện với hình ảnh bên nhau cực đẹp đôi trong sản phẩm mới. Dù được rất nhiều người hâm mộ đẩy thuyền, nhưng người trong cuộc vẫn không có động thái phủ nhận hay khẳng định về mối quan hệ. Cả hai vẫn hợp tác tốt trong công việc và không ngại ngần trước những tin đồn.